Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay cơm món ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Món bông sô đũa xào tỏi Một món ăn ngon rất là dễ làm Món bông đua đũa xào tỏi Thì mình ăn chay cũng rất là ngon Ăn mặn cũng rất là ngon tuyệt vời luôn Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có một dĩa bông sô đũa khoảng 300 g mình đã lặt sạch ở đó quý vị và đã rửa sạch luôn các trái ớt các cọng hành lá và nguyên liệu không thể thiếu đó là các tép tỏi gia vị thì gồm có muối bột ngọt bột niêm đường nước tương nước mắm chay và dầu ăn các nguyên liệu để làm món bông sô đũa xào tỏi cũng rất là đơn giản và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị các cọng hành lá thì mình sẽ sắt nhỏ nhỏ ra luôn để khi nào mà bông đổ đổ xua đũa của mình xào tỏi chín thì mình sẽ cho vào các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn luôn mình sử dụng khoảng 4 tép tỏi để băm phần còn lại thì để nữa mình sẽ luộc sơ qua trước khi mình xào nguyên tép luôn các trái ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra có vị cay cay của ớt cũng rất là ngon tuyệt vời và bây giờ mình bắt cái chảo nhỏ lên mình cho nước lọc vào rồi sau đó mình cho khoảng một muỗng cà phê muối bọt vào rồi mình quậy đều lên để cho muối nó tan hết trong cái chảo nước lọc của mình luôn. Khi nào mà sôi lên thì mình sẽ cho tỏi vào. Tỏi mình để nguyên tép luôn nha quý vị, mình xào cho nó ngon. Và trước khi xào thì mình sẽ luộc sơ qua để tỏi nó trong, nó giòn và nó rất là ngon. Mình luộc khoảng 4 5 phút. Và sau thời gian nãy giờ 4 5 phút rồi đó quý vị thì mình sẽ vớt hết các tép tỏi ra. Các tép tỏi thì mình luộc nó chưa có chín nha quý vị. Nó chỉ trong lại thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lớn lên. Mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi băm vào để mình phi. Mình phi cho nó vừa vàng thôi nha quý vị. Chút xíu thì mình sẽ cho các tép tỏi hồi nãy mình đã luộc sơ quá mình cho vào hết để mình phi luôn và cái phần tỏi nó hơi vàng vàng rồi mình cho các tép tỏi nãy mình luộc nè mình cho hết vào luôn rồi mình phi mình phi thêm khoảng một phút thôi khi nào mà tỏi phi của mình nó vàng hơn nữa và nó rất là thơm rồi thì mình sẽ cho nguyên dĩa bông sơ đũa vào rồi sau đó mình đảo đều lên và bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn để mình cho các gia vị vào nghe quý vị tại vì bông sơ đũa mình xào nó cũng rất là mau chín cho nên bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn rồi mình cho các gia vị vào thì mình cho khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối bọt vào 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt 1 phần 3 muỗng cà phê bột niêm Khoảng nửa muỗng cà phê đường cát Và nước mắm chai nè quý vị Hiệu Việt Hương Thì mình sẽ cho cũng khoảng nửa muỗng cà phê Nước mắm chai Rồi sau đó mình sẽ bật lửa lên Rồi mình đảo đều lên mình bật lửa vừa vừa hơi nha quý vị để cho bông xua đũa của mình nó sẽ chín từ từ và nó sẽ thấm đều các gia vị mà mình cho vào đó quý vị và cái thời gian mình xào thì cũng khoảng bốn năm phút thôi thì bông xua đũa của mình xào tỏi sẽ chín và sau thời gian nãy giờ đó quý vị cũng đã gần 4 phút rồi và bông xua đũa cũng đã chín rồi đó quý vị mình đảo thêm một hai dòng nữa rồi mình sẽ cho các nguyên liệu còn lại vào luôn Và bây giờ mình cho nguyên dĩa hành lá vào luôn Mình đã sắt nhỏ ra đó quý vị Mình cho hết vào luôn Và dĩa ớt thì mình sẽ cho phần nửa vào luôn Còn phần nửa thì mình để cho nước tương vào Để mình làm nước chấm nha quý vị và mình tắt lửa bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn để mình dùng hôm nay nhà mình ăn chay không thường cho nên mình làm một món rất là đơn giản đó là bông xua đũa xào tỏi dĩa bông xua đũa xào tỏi này thì khoảng hai người ăn nghe quý vị là vừa và món bông xua đũa xào tỏi của mình sẽ chấm với nước tương mình thêm miếng ớt vào để cho nó ngon. Và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị. Dĩa bông su đũa xào tỏi cũng đã chín rồi. Rất là thơm, rất là ngon luôn. Món này ăn chay rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon. Một món xào chay rất là đơn giản và cũng rất là dễ làm và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi kênh Món Ngon để làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.